tin bóng đá hôm nay, Vidic đang trên đường về lại MU. Mbappe chốt bến đỗ của mình mùa tới. Thủ thành lừng danh Buffon đạt thỏa thuận với Juventus. Paris Saint-Germain đón tân binh đầu tiên là những tin tức mới nhất trong bản tin ngày hôm nay. Mbappe xác định tương lai của mình. Hồi tháng 5, khi Kylian Mbappe từng ám chỉ khả năng rời Paris Saint-Germain trong bài phát biểu tại buổi lễ nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất năm ở Ligue 1, tôi đã khám phá ra rất nhiều điều ở đây. Tôi cảm thấy đã đến lúc mình phải có trách nhiệm hơn. Tôi hy vọng mình có thể làm điều đó ở Paris Saint-Germain, hoặc sẽ là một nơi khác cho một dự án mới. Nhưng dù thế nào thì tôi vẫn muốn nói lời cảm ơn. Ngay lập tức, xuất hiện đồn thổi Mbappe có thể đến Real Madrid bởi chân sút người Pháp là mục tiêu chủ tịch Perez muốn theo đuổi từ lâu. Tuy nhiên, trên trang Twitter mới đây, Mbappe đã bác bỏ khả năng tới Bernabeu hè này. Đây là Paris mùa 2019/20. Chân sút 20 tuổi viết và đăng kèm bức ảnh anh khoác áo đội chủ sân Parc des Princes. Như vậy, Mbappe chắc chắn gắn bó với Paris Saint-Germain mùa tới. Man City đón tân binh đắt giá nhất lịch sử. Phóng viên Fabrizio Romano của Sky Sports xác nhận Man City đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Rodrigo từ Atletico Madrid. Để có thể sở hữu Rodrigo, Man City phải chi 70 triệu euro phá vỡ hợp đồng giữa ngôi sao Tây Ban Nha và Atletico Madrid. Thương vụ này sẽ đưa Rodrigo vượt qua Riyad Mahrez, trở thành tân binh đắt giá nhất trong lịch sử Man Xanh. Tại Man City, Rodri được cho sẽ ký hợp đồng có thời hạn 5 năm. Nemanja Vidic trên đường trở lại MU. Truyền thông Serbia loan tin cựu trung vệ Nemanja Vidic đang trên đường trở lại MU. Nếu đàm phán thành công, Vidic sẽ về lại mái nhà xưa Old Trafford, đảm nhận cương vị huấn luyện viên đội U23 của câu lạc bộ. Vidic là một trong những bản hợp đồng thành công nhất của Sir Alex Ferguson. Trong hơn 8 năm gắn bó với MU, anh giành 5 danh hiệu ngoại hạng Anh, một chức vô địch Champions League. Năm 2014, Vidic chia tay MU chuyển tới khoác áo Inter Milan. Tháng 1 năm 2016, Vidic tuyên bố giải nghệ sau thời gian điều trị chấn thương. Buffon đồng ý về lại Juventus. Theo ESPN dẫn lời nguồn tin thân cận với Juventus cho biết đội bóng thành Turin đã đạt được thỏa thuận với thủ thành Gianluigi Buffon. Cụ thể, thủ môn 41 tuổi đã chấp thuận trở lại Juve với thỏa thuận có thời hạn 1 năm. Tại đây, Gianluigi Buffon sẽ sắm vai kép phụ cho Wojciech Szczesny. Lý do Buffon chọn Juve xuất phát từ nguyện vọng của gia đình. Vài tháng trước, Buffon quyết định chia tay Paris Saint-Germain sau một mùa giải gắn bó bởi việc thi đấu xa nhà khiến gia đình anh không có nhiều thời gian bên nhau. Paris Saint-Germain đón tân binh đầu tiên. Paris Saint-Germain đã hoàn tất thủ tục mua tiền vệ Pablo Sarabia từ Sevilla. Tiền vệ người Tây Ban Nha là mục tiêu theo đuổi của khá nhiều đội bóng nhưng cuối cùng anh chọn sân công viên các hoàng tử làm bến đỗ mới trong sự nghiệp. Paris Saint-Germain đã mất cho Sevilla 18 triệu euro để sở hữu tiền vệ 27 tuổi. Sarabia cũng chính là tân binh đầu tiên của Paris Saint-Germain trong phiên chợ hè 2019. Sarabia là một sản phẩm của lò đào tạo trẻ Real Madrid. Anh đã trải qua 3 mùa giải ấn tượng với Sevilla khi ghi được 43 bàn thắng, có 38 đường truyền thành bàn trong 151 trận. Juve chịu mất tiền bán Higuain cho Roma, không thuyết phục được Chelsea mua đứt. Gonzalo Higuain về lại Juventus chờ đợi phán quyết tương lai. Juve rõ ràng không còn ý định giữ Higuain nhưng bán được ngôi sao Argentina thời điểm này cũng khó. AS Roma quan tâm tới Higuain nhưng không sẵn sàng trả mức lương lên tới 7,5 triệu euro trên mùa của chân sút 31 tuổi. Trong tình cảnh đó, giám đốc thể thao Fabio Paratici của Juve đề xuất lão bà trả 4,5 triệu euro trong mức lương 7,5 triệu euro trên mùa mà Higuain được nhận. Với lời mời gọi này của Juve, Roma nhiều khả năng sẽ chấp thuận. Bruno Fernandes đạt thỏa thuận cá nhân với MU. Nhà báo Ricolo Chira tiết lộ MU đã vượt qua Liverpool, tiến gần tới thỏa thuận với Sporting Lisbon về tương lai tiền vệ Bruno Fernandes. Với cá nhân Fernandes, MU đã đạt tới thỏa thuận cá nhân. Hôm nay, MU và đại diện Bruno Fernandes đã gặp mặt. Quỷ đỏ đã đạt thỏa thuận với họ và giờ chỉ cần chốt mức phí với phía Sporting. Ricolo Chira chia sẻ trên trang cá nhân. Theo nhà báo Italia, MU và Sporting gần như đã đi tới thỏa thuận cuối cùng. Nếu không có gì biến động, Fernandes sẽ tới MU kiểm tra y tế trong vòng một tuần tới.
MU săn tiền đạo vô địch U21 châu Âu. MU vừa bất ngờ dành sự quan tâm cho Gianni Olmo, ngôi sao vừa tỏa sáng tại giải U21 châu Âu. Nhật báo Sports Novosti cho biết, MU đã gửi đề nghị hỏi mua ngôi sao tấn công người Tây Ban Nha với mức giá 40 triệu euro. Hiện phía Dinamo Zagreb vẫn chưa có phản hồi nào về lời đề nghị của đại diện Premier League. Gianni Olmo từng có thời gian tập luyện tại lò La Masia. Hè 2014, Olmo sang Croatia phát triển sự nghiệp. Mùa giải 2018-2019, Olmo đã ra sân tổng cộng 44 trận trên mọi đấu trường, có 12 pha lập công và 9 đường kiến tạo. Ở trận chung kết U21 châu Âu gặp U21 Đức, chính Olmo đã góp công lớn với một bàn thắng ghi được, qua đó giúp U21 Tây Ban Nha lên ngôi. Ernesto Valverde ủng hộ Barca mua Neymar, Griezmann. Huấn luyện viên Barca ông Ernesto Valverde ủng hộ ban lãnh đạo đội bóng này chiêu mộ hai chân sút Antoine Griezmann và Neymar. Cả hai tiền đạo đều đã được LIE với Barca. Griezmann đã tuyên bố rời Atletico Madrid hè này và có phí giải phóng hợp đồng là 110 triệu bảng, còn Neymar cũng đã tuyên bố không trở lại thi đấu cho Paris Saint-Germain và muốn trở lại Camp Nou. Barca bán Neymar cho Paris Saint-Germain với giá 198 triệu bảng nhưng vẫn chưa thể tìm thấy ai thay thế xứng đáng chân sút người Brazil và muốn đưa Neymar trở lại Camp Nou. Liverpool muốn chiêu mộ Ousmane Dembele. Theo truyền thông Tây Ban Nha, Liverpool đã tiếp cận người đại diện của Ousmane Dembele để tìm hiểu cơ hội chiêu mộ chân sút 22 tuổi này. Dembele được Barca mua từ Dortmund với giá 135 triệu euro để thay thế Neymar, nhưng anh không đáp ứng được kỳ vọng nên được cho là sẽ bị Barca đẩy đi để lấy tiền mua lại Neymar, cũng như chiêu mộ Antoine Griezmann từ Atletico Madrid. Tuy nhiên, Dembele được cho là hiện không có ý định ra đi, trong khi Liverpool cũng mới dừng ở mức thăm dò và chưa đưa ra đề nghị chính thức. Barca áp giá bán Samuel Umtiti. Theo tờ Sport, Barca chưa xếp Samuel Umtiti vào diện phải bán đi hè này, nhưng họ cũng không xếp tuyển thủ Pháp vào diện không thể đụng đến. Barca sẵn sàng bán Umtiti với giá 45 triệu bảng. Lúc đầu Umtiti là trung vệ đá chính ở Camp Nou, nhưng ở mùa giải vừa qua chấn thương và phong độ sa sút khiến anh thường xuyên vắng mặt. Barca tỏ ra lưỡng lự trong việc gia hạn hợp đồng với trung vệ người Pháp và MU cùng Juventus đã được liên hệ với cầu thủ này. Đặc biệt, MU đang rất cần mua trung vệ nhưng vẫn chưa chốt được cầu thủ nào. Họ đã được liên hệ với Samuel Umtiti từ khá lâu nhưng chưa đưa ra đề nghị chính thức. Gareth Bale sẽ không ra đi. Tờ Marca cho biết Gareth Bale sẽ lại gặp gỡ trực tiếp với huấn luyện viên Zidane trong 5 ngày tới. Hiện tại, tiền vệ người xứ Wales vẫn chưa nhận được bất kỳ lời đề nghị chính thức nào và sẽ có mặt trong chuyến du đấu hè 2019 của Real Madrid. Trong cuộc phỏng vấn với ESPN mới đây, người đại diện Jonathan Barnett của Gareth Bale đã khẳng định rằng cậu ấy không có ý định rời Real Madrid và đã sẵn sàng bắt đầu giai đoạn tiền mùa giải vào tuần tới. Gareth Bale còn hợp đồng tới năm 2022 và sẽ phù hợp với huấn luyện viên Zidane. Ra đi ư? Những tin đồn đó thật rác rưởi. Trước đó, Jonathan Barnett cũng nhấn mạnh rằng khả năng tôi giành chiến thắng ở Ascot, trường đua ngựa ở Anh, còn lớn hơn việc Gareth Bale ra đi theo hợp đồng cho mượn. Điều đó sẽ không xảy ra. Tôi không nghĩ cậu ấy muốn tới câu lạc bộ khác theo dạng cho mượn. Gareth đang có cuộc sống tốt đẹp ở Tây Ban Nha. Có thể sẽ xuất hiện những biến cố nào đó nhưng cho mượn sẽ không nằm trong danh mục. Đến với bóng đá Việt Nam, Hoàng Anh Gia Lai giữ kín thông tin mức lương Công Phượng tại Bỉ. Theo kế hoạch, Công Phượng sẽ ký hợp đồng thi đấu 1 năm cho câu lạc bộ St. Students của Bỉ vào ngày 5 tháng 7 tới tại thành phố Hồ Chí Minh. Buổi lễ sẽ do Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức chủ trì cùng đại diện câu lạc bộ St. Students. Công Phượng sẽ là cầu bóng đá Việt Nam đầu tiên thi đấu tại Bỉ và cầu thủ thứ hai của giải đất hình chữ S thi đấu tại châu Âu, sau đàn anh Lê Công Vinh. Khi được hỏi về mức lương của Công Phượng ở St. Students, Nguyễn Tấn Anh cho biết, điều này chúng tôi xin phép không thể tiết lộ được. Ngoài giữ kín về mức lương thì phí mượn cũng như những điều khoản chi tiết của hợp đồng cũng được các bên giữ kín. U18 Việt Nam thi đấu lịch dày đặc. Ngày 2 tháng 7, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á đã công bố lịch thi đấu của giải U18 Đông Nam Á 2019. Giải đấu diễn ra tại hai địa phương là thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. U18 Việt Nam thi đấu ở bảng B tại thành phố Hồ Chí Minh. U18 Việt Nam ở bảng B cùng với Malaysia, Thái Lan, Campuchia, Singapore và Australia. Bảng A gồm có Myanmar, Indonesia, Lào, Timor-Leste, Philippines và Brunei. U18 Việt Nam sẽ có trận ra quân vào ngày 7 tháng 8 trên sân Thống Nhất gặp U18 Malaysia. Và sau đó cứ cách một ngày,
thầy trò ông Hoàng Anh Tuấn sẽ ra sân vào các ngày mùng 9, 11, 13 và 15 tháng 8. Những đội còn lại đều thi đấu theo cường độ một ngày đấu, một ngày nghỉ giống như U18 Việt Nam. Dự kiến từ ngày 15 tháng 7, U18 Việt Nam sẽ tập huấn 12 ngày tại Nhật Bản và trở về thành phố Hồ Chí Minh. Trong đợt tập huấn tại Nhật Bản, đội sẽ có sự tăng cường các cầu thủ thể hiện phong độ xuất sắc tại vòng chung kết U17 quốc gia 2019.